Ok, bây giờ mình nhờ vừa nhờ anh Hòa mở cửa cái chuồng lạc đà đó, cái lạc đà đó. Thank you, thank you. Đây, đây có cái ti đây. Cái này có tôm không? Tôm riêng á. Đây, 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 trời ơi, trời ơi. Đó. Để đèn cứ liếm rồi. Không biết liếm thử có bị mặn không ta? Ô mặn à, mặn chát luôn á, mặn như cục muối luôn. Mà chắc đẹp quá, ngoan quá luôn à. Thầy thả bài được rồi. Không bài, không bài. Khi nó thay da xong màu sắc nó sẽ lên được cỡ hơn nữa nha. Vừa nhờ anh Hòa mở cửa cái chuồng lạc đà đó, cái lạc đà đó. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vô nha. Đi tới bây ơi. Đi. Hey, follow me nha. Quá nhiều các em dễ thương. Không khí là rất là sôi nổi nha, mọi người trao đổi thông tin rồi. Ủa nhóc đâu? Nhóc mới tới giờ nè. Đây. Rất là chu đáo luôn ha. Anh Hòa chuẩn bị sẵn những cái đồ ăn này để mình đút cho các bạn ăn kìa. Coi háo ăn chưa kìa. À, thấy đồ ăn đấy là. Đây, cho mỗi bạn một phần. Đây. Rồi, cảm ơn bác Hòa nhiều nhé. Đây, đây có cái ti đi. Rồi. Giờ mình lại mình đút cho bạn lạc đà ăn nha. Bé này tên gì em trai? Abaca. Hả? Abaca. Abaca biết rồi, có tên không? Tên riêng á. À, đây đây đây. Trời ơi, trời ơi. Mày đút cho em ăn đi. Ờ. Dễ thương quá. Con cái mỏ rồi, mày ăn cái mỏ giống mày. Trời ơi, làm dữ nha. Ông miếng ơi. Nó dễ thương luôn. Ừ. Đây. Đây. Rồi. Tuyệt vời luôn. Con mắt đẹp quá. Đây giống lạc đà không bú nha, abaca nha. Đó. Đây có một em nữa nè. Đó. Sao nhìn lạc đà ăn nè. Đây lạc đà ăn nè. Dễ thương con. Đây là cái khuôn viên của em lạc đà ha. Ở trong này mát, ngoài kia có hơi nắng để cho bạn bò ra cửa nắng rồi ha. Đây nè, đây nè, nè. Phải đi tắm lại cho nó trắng lên. Cái tắm trắng cho nó. Cái lông này có thể cắt thì nó mọc ra lại. Nói chung ở ở cái khí hậu của mình thì nó hơi nóng ha, cho nên cái vàng lông dày này nó cũng làm cho bé nó ngứa hả. Ồ, cái chân hôm nay mới để ý cái chân lạc đà hả các bạn, chân lạc đà nó có hai móng à. Ồ, mình mới thấy lần đầu á. Đó, nó có hai móng thôi. Cái chân này nó giống chân của chameleon ha, giống con cham á, chameleon. Đây. Đó, ăn cho lạc đà ăn kìa. Rất là thân thiện luôn, rất là thân thiện luôn. Dễ thương quá. Xinh bé có nhiều người yêu. Vi lại gần đây cho em ăn đi. Vi thích không? Mỗi bài dẫn Vi đi chơi nữa nha. Dẫn Vi đi chơi nhiều nhiều nha. Cái mỏ nó chung chung à. Đây, nó từng gần vô, em không có cắn đâu. Đi, 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 lại gần đây một chút nữa. Chưa mà.
em xinh, em đẹp đà này dễ thương không Bi? Cho ăn. Xứng đáng có 10 người yêu. Cho ăn nè. Dễ thương giống như em Bi vậy, xứng đáng có 10 người yêu. Con phải đưa lại cho em ăn chứ. Dễ thương không con? Dễ thương không? Dễ thương không? Dễ thương quá. Cái này là một ngày nó ăn gì em? Dạ ăn cỏ. Cỏ hả? Em chỉ trách nhiệm chăm sóc hả? Không. Cỏ khô với gì nữa? Cỏ khô với là rau củ với cây. Rau củ với cây thôi đúng không? Tắm rửa làm sao? Tắm rửa rồi. Dạ không tắm. Không tắm, chải lông thôi đúng không? Dạ chải lông. Chải lông thôi. Mấy giờ này chải lông thôi. No chưa? No chưa không biết. Đâu? Đâu ba một cái, ba làm một cái cảnh mạo hiểm rồi. Chưa thấy Trời ơi, nó nút một cái chứ không. Ơi con này hay con nào cũng nút biến ta. Kỳ mình đi. Con lạc đà. Kỳ cái lạc đà. Lạc đà lùng khác. Còn con này khác. Chuyên gia chơi phun nước miếng. Còn Bi nó mãi quá. Này, mẹ một cọng con. Dài luôn. Con cầm cọng dài dài đi. Đó. Đó dễ thương luôn. Ngon quá, hôm nay được nhiều đồ ăn quá. Đây. Con lại xin anh cho một cái ly đại đúc cho bạn ăn. Con lấy ra em lấy cà nó ở trong cái hũ em. Cầm đi ca. Em đứng xuống nha. Từ từ, mẹ đưa cho con. Cắn cái tay luôn kìa. Dính từng cây thôi. Rồi dính từng cây thôi. Con có cái cây dài dài này. Không sao, dính nước miếng chút mình rửa tay. Đó, mình đi sâu vô trong này coi. Đây là cái khuôn viên ha. Nói chung là cái chỗ này nó cũng khá là rộng rãi. Thấy không? Quà nuôi cũng rất là sạch sẽ ha. Không có để phân đồ này nọ nó. Nó ảnh hưởng tới cái chỗ này mà nuôi dơ quá nó đi dặm cái chân á. Thì khi nó bị nhiễm trùng cái chân. Cái chân. Đó, khuôn viên cũng rất là rộng rãi. Đây những cái mẫu chuồng này nuôi igu cũng ok đó nè các bạn. Này anh Hòa anh sử dụng hai lớp ha, rất là đẹp, chuồng cứng cáp, cái lớp trong cũng là xài cái lưới nhựa nè, thì nó tông nó giảm chấn thương, bên ngoài có thêm một cái lớp lưới sắt nữa cho nó an toàn tuyệt đối luôn. Đây là mẫu chuồng rất là cứng cáp đó, rộng rãi. Thì giống như cái clip trước á mình nói á, chơi gu nó có tốn kém hay không là tùy vô cái sự chịu chơi, sự đầu tư của các bạn. Như đây là chịu chơi đầu tư và đầu tư đúng cách đó, thì nó sẽ có cái mẫu chuồng đẹp, nhìn nó hoành tráng, các bé nó có không gian nó hoạt động nhiều hơn đó. Còn mình đầu tư ít thì nó chỉ gọn gọn vậy thôi ha. Đây đây trong đây có ok thôi các bạn kia cũng chơi bonsai hay cái gì nè, có tiểu cảnh ra này, vô sai lũa. Ồ, có cái này nữa. Cái này là cục muối, muối núi lửa hả? Không, đá muối đúng không? Thì cái này bác bé nó sẽ liếm cho nó bù muối, bù khoáng rồi ha. À, để đây nó sẽ cạp liếm. Đó. Không, cái này là phải tìm hiểu, có nghiên cứu thì các bé nó sẽ có sức khỏe tốt. Chứ còn nuôi nhốt mà nuôi đại á, là nó dễ nhiễm bệnh với lại thiếu chất lắm. Để đây cứ liếm thôi. Không biết liếm thử có bị mặn không ta? Thôi mặn lắm luôn anh. Ồ mặn à. Mặn chát luôn á. Mặn như cục muối luôn. Mặn như cục muối luôn á. Mặn như cục muối vậy. Nó liếm vô nó sẽ đầy đủ chất hơn. Nó thiếu muối là không được. Con người mình cũng vậy, thiếu muối là không được nha. Ăn mặn quá thì bệnh nhưng mà thiếu muối là không được. Ok. Bữa nào dẫn con em lên. Chờ bạn nữa hả? Chưa đã hay sao? Cái bài bạn nè, cái bài đã rồi. Đây. Mới đã rồi. Ai đi về nè, ai đi muốn sợ. Mềm không? Lòng mềm. Lòng như lòng cù á. Hồi nãy nhìn lòng cù. Lòng mềm.
con này chỗ em đậu luôn. Đi đi. Có hay đi đó, lại nhà. Hay gì ta? Lên hỏi nữa. Có đâu sợ em chó dí nữa. Đâu con này nó hiền mà, con này hiền. Cái con mà em nói con nước biến mà mình có đi judo mình á. Cái con đó là lạc đà. Nó con nước biến tú quắc à, còn con này hiền hơn. Con này đi dạo ok. Quá dễ thương. Quá là con chó đẹp lắm á. Trời bỏ đó. Chồng chó. Rồi con cho bạn đi. Ok bây giờ mình mình đi qua bên chỗ mèo đi. Bi ơi, đi qua mèo không? Chờ Bi chút cho em đi cho bạn. À, Bi dẫn con gì hả? Con có cho nữa không? Nè, cho con cầm. Con cho bạn. Không muốn ra luôn. Bạn là đang không có làm gì con đâu, con đừng có sợ. Những cái hoạt động này á, theo mình nó rất là bổ ích luôn. Nó gắn kết giữa con người với lại động vật, với lại thiên nhiên với nhau. Ha, chúng ta sẽ có cái nhìn nó hòa đồng hơn. Thế giới này là của chung mà, đúng không? Đâu có kể của riêng người đâu. Đó, thì chơi đây đây những cái hoạt động mà gắn kết giữa con người với động vật với thiên nhiên với nhau, thì theo mình nó rất là tốt cho cái sự phát triển về trí não của các bạn nhỏ. Các bạn sẽ có một cái nhìn nó đúng đắn hơn về thiên nhiên, về động vật, về các giống loài khác. Đó, từ đó chúng ta sẽ có cái tương tác nó lành mạnh hơn với cuộc sống, đúng không? Đó. Đây các bạn nhỏ nè, bạn nào cũng mê hết. Mới đầu tới thì còn lạ, sau đó là ghiền luôn. Các em thì rất là thân thiện. Đây. Rất là đông em. Có chừng kiệt tay nha. Rồi bây giờ mình qua mấy con mèo nha. Ok bây giờ mình sẽ theo bạn này vô cái chuồng mèo ha, mở cửa giùm anh nha. Ôi hãy đến chung. Rồi anh Nam. Đây cho em gửi anh Nam cái áo kêu này hào nha, cái nón nha. Trời quá đẹp luôn. Đây là Trung ha, của kênh Iguna Hao. Thì hôm nay anh em gặp mặt nhau giao lưu. Có tặng mình cái nón với lại cái áo rất là đẹp. Ok. Bữa nào trả lễ ra. Ok anh. Ok em. Ok rồi. Đây rồi. Đây là bên chó. Nè, khu vực chó. Rồi chúng ta bên mèo. Qua đây Bi. Ok, tới đây mọi người bỏ dép ra vô đây chơi mình. Em có mua con ạ? Có con này chưa? Em cũng như cái sở thú chứ em không mua kém gì ngày đâu. Bỏ giày ra, Rồi, mọi người vô đây bỏ giày ra nha. Em có gặp người giống mèo này con gì không, giới thiệu giùm anh mấy cái thôi. Hả? Mèo anh hả? Đây nè, đây. Đây là hoàng tử nè, hoàng thượng. Quá đẹp trai luôn, lông rất là mượt luôn. Đây không đâu. Hoàng thượng. Mua cái lạnh riêng mà. Anh Hòa đầu tư đúng mức, nuôi đúng thật. Đó, máy lạnh đàng hoàng. Tụi này mà không có máy lạnh là lông xấu. Dễ đụng lông. Con. Em mèo có cái nhà để leo trèo dễ thương quá nè. Cặp mắt rất là đẹp nha các bạn. Nhìn nó rất là ngầu luôn. Này được cái em. Này được cả bạn kia cái hả? Được luôn, thả ra quýnh lộn không? À, cắn nhau đúng không? Đúng rồi. À ok. Anh Hòa anh sinh sản được luôn đó các bạn. Sinh sản được cái này luôn á. Chơi rất là có đầu tư ha, đầu tư kiến thức, đầu tư tài chính á. Chơi vậy mới được, chơi phải chất ha. Dễ thương luôn. Cái mắt nó đẹp quá. Cái mắt nó rất đẹp luôn.
dễ thương đi, da mịn không? Thằng Bi hôm nay được mở mang tầm mắt nha. Cái đó là xét thôi chứ không gì đó, cái đó tất cả cái chuồng sắt nó xét thôi, rất là thân thiện ha. Mình tới là em nó nằm cho vuốt ve ha. Này có tố chất của tố chất của trà xanh hay gì đó. Tới là nằm mèo mỡ gà đồng mà có tố chất á, mắt lên nhiều vuốt ve. Đây là dòng mèo ngoan nha anh Hòa, có con gì sơ bồ hả? Sơ bồ mèo đồng cỏ, mèo đồng cỏ mặc dù bên kia mà nó đang đi nè, các bạn nhìn bác ơi thấy mấy cái ở trên kìa, anh làm cho nó đang kèo, nó đi dưới trên chuồng keo á. Ôi mi vô đây chơi chuồng cổng hả? Không có làm đau em, không Bi đâu có làm đau đâu. Bi đâu có làm đau đâu. Bi biết mà, Bi làm nhẹ nhẹ thôi, đúng không? Đã vậy thôi. Ok. Bạn này cũng là một bạn đực luôn nha. Nhưng mà hai bạn đực đó nếu mà thả vô là nó sẽ đánh nhau. Rồi, ở đây có bạn này canh, có bảo vệ ha. Rất là đẹp luôn các bạn thấy không? Tôi thấy thấy cái giống mèo nào, giống mèo nào cái mặt nó rất là ngầu ha, râu quai nón rồi. Ngoan. Đây là con mắt cỡ đã, từ từ. Đó. Ngoan. Rất là khôn luôn, biết nghe lời luôn, mà lông đẹp quá. Mà lông đẹp quá. Bé nó ăn gì em? Dạ nó ăn hạt với bò sống. À. Đi cái chỗ đó để bé làm gì không? Tại đi mua mua quá. Con chỗ này tử thì bé nó bị thiến xong nên không cho ăn, nó không cho ăn. À, cái bé đực này mới bị thiến xong cho nên là chưa có cho ăn. Cái chỗ này là cái chỗ cho các bé bị. Dạ đúng rồi, chỗ này bị vệ sinh. Đi vệ sinh các mèo á các bạn. Đi ăn rồi. Đi đái rồi. Đây còn thức ăn của các bé là con bé đó ăn cái hạt tổng hợp với lại thịt bò sống. Đó, cái hạt này có bổ sung canxi, vitamin gì không em? Dạ, có cái đó là tầm 2 buổi một lần sao? Được rồi. Được rồi. Cái đuôi nè, các bạn thấy cái đuôi nó đi không? Nó cong, nó thẳng đứng lên đây nè. Đang thèm ăn á. Quá đẹp cái bé đó, quá đẹp. Rồi sao con này nó cứ đi ngửi bên kia là sao? Hành vi này là gì em? Hành vi này là gì? Sợ sợ. Sợ sợ, không thấy con đực mà. À con kia mới bị tiếng à. Cái gì? Không. Lấy gì? Muốn lấy gì thì nó lấy cho. Còn cho con mèo leo lên đây thử được không? Hay. Gắn người nó mới leo đúng không? Nó tự nhiên nó thoải mái thì nó mới leo. Hai bạn mèo này quá đẹp luôn. Riêng mèo này là sợ độ cao. Sợ độ cao hả? Mèo là riêng con đen thì nó sợ độ cao. À cái này là do cái từng con nó vậy thôi đúng không? Cái con này nó sợ chứ không phải là cái giống mèo này nó sợ độ cao đúng không? Riêng con này sợ. À riêng con nó sợ thôi đúng không? Nè bạn thấy không? À, nuôi những cái dòng mèo này á lông nhiều và nó gọi là cái nguồn gốc của nó ở những cái nơi mát mẻ đó ở nước ngoài á, thì cho nên á khi mà chúng ta muốn nuôi những cái bé này chúng ta phải đầu tư. Thứ nhất là phòng ốc nè, phải có cái chỗ cho bé nó leo trèo, thì khi nó leo trèo nó vận động được cơ bắp rồi này nọ, nó đúng cái bản năng của nó. À, đây là cái ô, đây là bé, cái bé này thì khi mà bắn mẻ đó nó thoải mái, nó tự tin hơn á, thì nó sẽ hoạt động ở trên đây rất là tự nhiên, khi nó nằm ở đây nó bò đi lên đi xuống, nó phóng nó nhảy, cơ bắp đùi tay chân rồi nó mới phát triển. Còn nếu mà cái chuồng nuôi nhỏ quá, nó ít vận động quá thì từ cơ nó sẽ teo. Thì đây qua đầu tư một cái nguyên chuồng nó rộng rãi thoáng mát, có chỗ cho bé lên kẹt, đây là những cái chỗ này để cho nó bám nè, phải bọc những cái đâu này lại cho nó bám cái bóng nó vô.
cái quan trọng nữa là cái máy lạnh nó giúp cho cái nhiệt độ không khí của cái chuồng nuôi nó sẽ mát mẻ, cái bé nó sẽ ít bị mụn lông, ít bị rẻ. Chứ còn lông nhiều quá mà nó sống ở cái hậu mát mà giờ đây mà chúng ta cho nó ở nóng quá nó dễ bị rẻ, bệnh rụng lông sẽ rất là xấu. Có cái quạt đảo, quạt đảo để cho không khí nó luôn luôn nó thoáng mát. Đầu tư quá là chỉnh chu luôn. Ok, bây giờ mình đi qua khu vực khác nha. Rồi, đi lấy đồ chơi đi, mình đi qua khu vực mình coi, mình tham quan với bạn khác nữa. Ở nhà quá quà, coi như là tham quan hoài chưa lấy hết luôn. Xe bỏ này vô luôn, đặt cái bao xe. Ok, bắt tay cái. Ai làm gì đâu, bắt tay cái. Cỡ quá. Rồi, ơi các bạn nha, tuần sau gặp lại. 8 giờ tháng 5 lên nữa. Đây coi bà biểu diễn nha. Đó. Cái giọng gì các bạn? À, con này là cây que em. Cây que rồi. Màu sắc đẹp quá. Ngoan ha các bạn. Con này nó này thả bài được không các bạn? Nó không bài. Nó không bài hả? Quá đẹp rồi. Con này có nói không ta? Con này có nói không? Nói ít nói. Này cái con vẹt có những con nó chuyên cho nói, có những con nó là chơi bay, còn con này cái chuyên của nó là gì? Nó được cái màu sắc nè, với lại nó thân thiện đúng không? Nó thân thiện hả? Thôn, ngạnh thôn. Nó đi cái thứ vậy không? À, nó làm trò hả? Ừ. Ok. Bi thấy sao Bi? Được em không? Thấy rồi. Hùng mày mày á. Đi cái tướng cái lấp lắc á mày. Đít lắc giống mình đấy. Đây. Cho mình rụng gái coi. Nó mở mày này, cặp luôn. Đó đẹp luôn. Màu sắc đẹp quá anh Hoàng. Con này là Lori. Cái đầu nó màu đẹp quá ha. Đúng rồi, đúng rồi. Nhớ vuốt vuốt thiều thiều cái máng. Nó thích thiều như nè. À, nó thích thiều cái máng. Thiều cái má nó. Ây da. Nó cạp đau đó. Cạp cũng đau à. Đau. Con kia cạp cũng đau. Con này là đau hơn. Nhưng mà con này đẹp quá. Con này mỏ đỏ luôn, mỏ cam ha. Nó ăn hẹt thôi hả anh Hoàng? Con này nó ăn cái cây với mình rút bột cho nó. À, cũng công phu ha. Mỗi con mỗi bột riêng đúng không? Rồi. Bởi vậy nuôi nhiều dòng, mỗi con mỗi chế độ, chăm cũng đuối luôn. Đúng rồi. Này phải có quy trình đàng hoàng á. Cái này là tự nuôi chứ do nhân viên nuôi là sẽ chết hết. Dạ đúng rồi. Có 5 miếng rồi đúng không? Đúng rồi. Nhân viên thì cho quăng lao đi ru được. Cũng không được. Cũng không được luôn hả? Cái phần con nó cho ăn 5 con, cái phần 5 con nó cho à đúng rồi, nó đâu con. Có thể đâu có nuôi đâu, đâu mà hiểu đâu. Mình nuôi mình biết từng con cái khẩu phần thế nào. Ăn nhiêu rồi, có cái đồ ăn này nó có ăn không, nó ăn cái nước hay nó ăn bẩn, cái đúng gì rồi. Phải nắm hết. Cuối ngày mình nhìn mình coi có ăn hay không ăn. Bởi vì em cũng vậy á, chứ anh có người giúp á, nhưng mà những cái chính là mình phải tự làm. Mình mà cho, mình mà giao hết cho nhân viên bảo đảm, nguyên đám yêu bỏ ăn hết. Được rồi. À, chắc chắn luôn rồi đó. Em là ngày nào mấy tụi nó là cũng phải đi tắm rửa cho ăn, cho nó ăn nhiều, ăn ít, ra sao từng con từng con. Chứ không giao được. Mấy cái cơ bản thì xịt rửa vệ sinh thì giao được thôi. Đúng rồi. Quá dễ thương luôn. Đó em có mấy con cao mà cái dòng này nó hay cạp cạp quá. Đúng rồi. Quải luôn. Đó em có con Scarlett á. Bán luôn. Cái nó ồn quá, em rất yên tĩnh. Tới giờ ăn nó la quát. Mấy con này đặc biệt không có la nha. Mấy con này nó không có ồn nè. Bây giờ không ồn nè. Mấy con này, mấy con vẹt xám rồi, mấy con gì đó nó la nhức đầu luôn. Mấy con này nó la. Ràng, dễ thương. Mấy con này là mấy bạn thấy nó người ta hay huấn luyện cho nó để làm trò đó. Đó là xiết rồi này nọ. Ok, cảm ơn Hoài nhiều. Hoài giới thiệu em chút mấy con Chameleon liên quan. Dạ. Cái này tóc này hoa đó, Bi, Cham á. Chameleon á. Cái nó bự quá.
nó bự quá, con nhà mình nó còn nhỏ, má, mốt má, con nhà mình nó bự lên. Rồi giờ để đây ba nhà bác Hòa mở cửa đây cho con nha. Này các bạn thấy không? À, rất là hấp dẫn với các bạn nhỏ luôn. Các bạn nhỏ rất là có hứng thú với điều này. Thì á, trẻ con á, khi các bạn cho các bé nó một cái sự hứng thú với cái điều gì đó đó, nó sẽ làm kích thích cái trí tò mò, cái trí sáng tạo, cái tính học hỏi của các bé đó. Thì qua những cái việc mà tương tác chơi với các bé bé thì nè, sẽ rất là tốt cho cái sự phát triển của các bé ha. Đây các bé nó có nhiều cái hoạt động hơn đó, tất cả đang tập trung ở đây. Đúng rồi, nó đang thay da đó con. Nó lột da hả? Nó thay da để nó lớn á. Thay da để nó lớn là gì ạ? Có nghĩa là mỗi lần nó thay da nó sẽ lớn lên. À, giống như con vậy á, mốt con sẽ cao lớn lên. À, thì đối với bò sát là mỗi lần nó lớn nó sẽ thay da. Dạ, con có nuôi con rồi đó. À, con gì? Con ba ba. À, con ba ba. Con ba ba con mới mua ở Cần Thơ. À, mới mua ở Cần Thơ đó. Quá đẹp luôn. Cái này tiếng Việt mình gọi là tắc kè hoa đó các bạn. Này là dòng veo. Bé nó đang thay da nè các bạn. Thì khi nó thay da xong màu sắc nó sẽ lên rực rỡ hơn nữa nha. Cái dòng veo này á, thì cái điểm đẹp của nó là cái phần này đúng không anh bạn? Càng cao càng đẹp. Sao mấy con vật ở đây nhiều như sợ? Đi sợ giống em Cham nhà mình đó đi. Cái dòng này á, khi mà nó ăn á, là nó sẽ bắn lưỡi. À, mình cũng coi X-Men có một cái người gì đó đột biến á, là người ta bắn lưỡi. À, vũ khí của nó con này còn có bé này bắn lưỡi nữa hả? À, anh Hòa anh nhỏ nước muối nè, nhỏ nước muối trên lý rồi nè. Tại vì giờ tốt hả? Mắt nó chắc nó bị ghèn á. À, bắt là vệ sinh mắt cho nó. Wow, mấy con mắt kè nè, không đi đâu mà lực. Chuyên gia nhìn cái là biết bị gì mà, thấy không? Xử lý vấn đề nó cũng gọn gàng. Con này nó hiền kinh khủng luôn á. Nó hiền, nó rất là ngoan luôn. Nhỏ... này mát sai trên qua. Mát à. Sao mấy con này hồi nhỏ nó được chân có nhiều nên cái chân nhiều. Cái chân của mấy bạn Camelon cũng ngộ rồi, thấy không? Đó, có hai con chín rồi nó bấu. Ở đâu lắm hả chú? Không, nó bấu nhẹ. Nhẹ hiểu. Nó vẫn có móng nha. Nó vẫn có móng, nó leo trèo nha. Nhưng mà cái bàn tay nó giống như có hai hai ngạnh thôi. Không, như cái ngã ba thôi nè. Coi nó bám vô tay mình nè. Nó giống khủng long chứ bộ. Có ai muốn thử cho bé nó bò trong tay không? Ôi, em sợ lắm rồi. Ok, đợi chút nha. Mẹ đi ơi, đứng tay của mẹ. Bây giờ, đẹp quá không? Bạn này là massage lớn nhất cho nhà em đi. Lớn nhất ha. Sạch chú ơi, sao đằng kia có con cá to vậy? À, nhiều lắm. Ở đây chú Hòa nuôi đủ đứa con hết trơn á. Rồi. Đây đứa này đây, chú cầm cho. Rắn luôn. Rắn này rắn gì con? Trời hổ hành hả? Nhưng mà con này hiền hay chửi gì? Cái này nó hiền, hổ hành nó hiền. Hiền quá à. Rồi, ok con. Nhà con có ba ba nè bình. Ba ba hả? Nhưng mà ba mẹ không biết cho đem lên. Không đem lên. Nhà con có luôn. Đây có rồi, đây có trái nè. Đem lên luôn. Con đực á, thì nó sẽ sặc sỡ đẹp và to con hơn con cái nha các bạn. Cái con cái thì màu nó đơn giản hơn, ít sức có màu hơn. Cái hình đó con. Cái con mắt của dòng Chameleon nó có đảo, thể đảo 360 độ nha các bạn thấy. Nó quay vòng tròn luôn. Ủa con này tắt kèm hoa
nó là veo veo chameleon, chameleon là tắc kè hoa đó, nó là họ veo. Đây hấp hấp cho cái con đụng nha. Đây con này có sống cùng rồi cũng long không hả? Có quá à, chắc có đó. Tắc kè hoa con biết rồi. À, tắc kè hoa nó có thể đổi màu được. Bé này là cái ha, bé nãy là đực. Đó. Con cái sẽ có màu xanh lá cây, con trai. Wow wow wow. Dễ thương không? Dễ thương, nhà con không có thương này. Ờ. Con khác. Rồi, có ai muốn cầm lên tay chụp hình không? Kỷ niệm không? Rồi, ok cho con nha, đưa tay ra. Không có gì sợ hết nha. Đừng có giật bé nó té, tội nghiệp bé nó nha. Bé là nằm, bé tội nghiệp nó chụp cái tay em. Đàng hoàng, con chụp cái tay đàng hoàng. Cắt vô. Con mẹ, mẹ đây mẹ. Rồi. Con cá này. Phải cầm lên xem. Trời ơi, con cá nó sẽ bắt được cá trong hồ nước mà. Cái gì? Nước. Đó, ok chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Nó mờ lên được rồi. Không sao. Ok. Rồi, các con à. Con mới đưa cái tay về. Đó, giống cái này nè. À, thì nuôi hai con hơn một cặp thôi. Cái cánh hả? Đâu cánh là chỗ nào đâu? Tự nhiên nó có hai cái miếng nè. Cái tay nó đó hả? Này hả? Cái này là cái cấu tạo tai của nó để nó bám lên cái thân cây á, nó bò nó đi á. Có được, con này con cái nó sẽ đẻ trứng, mình phải ấp trứng mới nở ra con. Nhưng mà mấy ngày nó mới đẻ, mấy ngày nó mới có mấy cái trứng của mấy cái trứng. Lâu lắm á, mấy tháng á, khoảng 5-6 tháng gì đó. Ấp lâu lắm mới nở á. Nó đẻ rồi, nó có chút xíu rồi, nó bự hơn con thằng lằn rồi chút xíu rồi. Nó nhỏ, thằng lằn con đó nha. Dễ thương không? Hồi xưa là con không có nuôi con ba. Rhino hả? Không, cái này không phải là rhino. Cái này là chameleon. Cái này là tắc kè hoa. Còn rhino iguana là tự giờ tê giác. À, bây giờ con mới nuôi hả? Nhớ yêu thương bé nha. Chăm sóc bé cho tốt nha. Cho con chụp hình hả? Ok con. Rồi. Đẹp ghê luôn á. Đẹp kinh khủng luôn. Đẹp kinh khủng luôn hả? Chú cũng thấy đẹp kinh khủng luôn. Con bình thường đây, con coi nó giống như con gấu của con á. Con đó là iguana. Con tay dựng nó lên. Con tay dựng nó lên, nó là dựng đó. Từ đó ngồi thoải mái nè. Nhẹ thôi con, đụng nhẹ thôi. Con đụng nhẹ, con đụng mạnh quá bạn sợ. Ok, chú mắt nha. Rồi, chú mắt nha. Rồi, bây giờ cho em nó vô chuồng nghỉ nha. Chơi nhiều quá em nó sẽ mệt. Rồi, mọi người cảm ơn bác quà đi. Cảm ơn bác quà. Ok, giỏi quá. Rồi. Đi vui không? Bây giờ đi coi chó nha. Vô chuồng chó chơi nha. Hả? Này á hả? Xe baby hình như người ta bán triệu mấy, chú không biết nữa, chú cũng không rành nữa. Con cũng không biết. Bao giá luôn, bao giá. À, 2033 là 10.000 hai con hả? Con mua Cần Thơ nè. À, con mua Cần Thơ nữa. Ồ. Ok, vô đây mình cũng trải dép ra nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khi nào mở lại được nhạc báo cậu. Đây chúng ta vô chuồng chúng ta sẽ rửa tay xịt khuẩn ha để tránh lây lan bệnh tật ha. Mấy rồi, cái sát khuẩn mà. Ở đây có chó gì vậy? Cái này là poodle. Poodle nó nhảy tưng. Bắt ra chơi được em? Dạ, để em bắt ra. Ok. Sao mấy con này con poodle để nhảy hoài vậy? Nó dễ thương á, nó muốn ra chơi với mình á. Đây, đúng đây. Hồi chuồng chó cũng rất là sạch sẽ, các bạn thấy không? Còn tôi phải lạnh, còn rất là sạch sẽ. Chó cái này là sâm môi hả? Sâm môi. Đó này poodle. Hello. Ngoan quá. Ôi đây đây. Cái lông nó sần cũng giống nè. Ôi vô tình đây. Lòng xanh xanh giống à. Con trời ơi cái gì. Xả láng luôn à, các bạn trẻ các bạn nhỏ rất là quấn quýt với là các bạn động vật luôn, rất là dễ thương luôn, trao yêu thương và nhận yêu thương nha. Chú ơi chó đó là chó này á, cái này là bull pháp đúng không? Dạ bull pháp. Đó. Buka hả? Bé này tên Buka. Sao con? Anh coi em bắt xuống. Ok, bắt thì anh nuôi, bắt cho nó nhỏ chơi. Nào ơi, nào. Nào. Bạn bế nó là như cái gì của anh. Rồi. Nâu. Nâu hả? Nâu. Rồi, giờ mình cho bạn nâu lên, mình cho bạn Buka xuống nha. Ok. Thường chó mình thấy thiết kế á, cái sàn này mà các bạn chó mà có đi tiểu á ị đồ á là nó sẽ rớt xuống dưới đây ha, xịt rửa thôi. Ở dưới đây sẽ có một cái máng hướng phân và nước tiểu, xịt rửa mỗi ngày cho nó rất là sạch. Ok. Này là cũng là dòng poodle nha, nhưng mà này là dòng lớn đó. Poodle gọi là tiêu chuẩn á, cái dòng tiêu chuẩn á là nó sẽ to vậy. Còn mấy cái dòng nhỏ kia nó có mấy dòng thi cúc đồ này nọ tùm lum la, mình cũng không có gần lắm, nhưng mà đại khái mình biết vậy đó. Này là dòng này cũng khá hiếm mà ít người nuôi á, đa số ta nuôi dòng nhỏ, còn cái dòng này tìm cũng hơi khó. Poodle xây là ở ngoài kia có mấy con. Ngoài kia là rồng Nam Mỹ, vua nè. Còn ở đây là bơm mà. Nó tên là đen. Đen. Anh Hòa. Con thích con đen nhất trên đời. Anh Hòa cũng nổi tiếng với cái dòng này lắm nè. Anh lại tạo ra được những cái bé, phải nói là về cái hình thái nó rất là đẹp.
đồng thời ảnh cũng huấn luyện cho nó đi chơi xô và thi lấy rất đạt rất là nhiều cúp quốc tế nha. Nhưng mà là đỉnh luôn. Ok, quá dễ thương luôn các bạn. Như con sư tử. Con sư tử thì có những cái bạn chó này ở đó là rất là thân thiện luôn, thấy không? Cái thấy người ta vuốt nhè là cứ nằm xuống cho vuốt. Lúc con đi Phú Quốc con thấy có một đàn hổ. Đàn hổ ngoài Phú Quốc đó hả? Dễ thương không? Có lại gần con, có lại gần không? Dạ không, tại vì nó dữ. Đúng rồi. Nó dữ lắm nên con đi bằng xe buýt. Đi xe buýt đúng không? Có cái lồng lưới mình ngồi nhìn các bé thôi đúng không? Nói chung là tôn trọng cái không gian của các bé. Ok. Đẹp trai ha. Nó mỏi giật giật nữa kìa. Đẹp trai ha. Đó, dễ thương quá. Cưng nha. Hơi đỏ chút xíu hả? Các bạn nhỏ rất là hào hứng khi mà được tương tác với lại động vật luôn, các bạn thấy không? Rất là hào hứng luôn ha. Đây là một cái điểm tốt đó, để cho các bạn có thể hòa đồng với lại thiên nhiên, cây cảnh, thú cảnh rồi này nọ các thứ. Rồi, thôi đi ra. Chơi trong đây đủ rồi. Đúng rồi, đi trong mấy bạn chó nha. Rồi, thank you mấy em nha. Ok, đi đi, tiếp đi ơi, chị còn. Nãy giờ mình chơi với mấy em, mình đụng chạm nhiều quá, thì giờ mình đi rửa tay cho sạch nha. Ok, còn có lời mèo nữa nè. Nè, mèo đây nè. Ok, giờ rửa tay đi. Rửa tay. Rửa tay cho nó sạch nha. Rồi, ok. Rồi, Bi lên đây con rửa tay cho. Bi tới không? Bi tới mà. Bi cao rồi mà, Bi lớn rồi mà. Nóng vậy nó mới sạch vi khuẩn. Rồi, ướt trong này luôn rồi. Nam Phan. Có cơ luôn, có cơ luôn. Có gặp chú trên đó không? Mốt rồi nha. Mỗi lần chú hello con hello lại nha. Con cũng học tiếng Anh từ lâu. Con cũng học tiếng Anh từ lâu hả? Giỏi vậy. Con ở trường học tiếng Anh. Ồ vậy hả? Giỏi quá ta. Nhưng mà học tiếng Anh á mình phải siêng nói nha. Phải tập nói không có mắc cỡ nha. Ok, mắc cỡ là không biết nói đâu. Mạnh dạn lên. À đây có sóc bay nữa hả? Đây. À, sóc bay đây. Bạn đang ngủ nha. Sao chỉ có một con nó cho có nhiều con sắp từ ngủ tới một nhà thì. Có vừa chốt điêu rồi, có một người em ở dưới Biên Hòa Đồng Nai lên chơi rồi. Tham gia vô cái hội bon bay thân, cuối cùng là gạ được có quà đem về. Đấy, lát giờ mình qua bển mình coi coi lấy quà gì nha. Con sợ nhất là rắn á. Con sợ nhất là rắn á hả? Tại vì con sợ rắn độc chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Rắn độc có những con độc lắm, mình gặp mình phải né ra. Con sợ. Con sợ nhất là. Thôi. Chơi bay luôn. Chơi con bay luôn. Dữ quá em. Ở đây thì con sợ rắn lắm á. Hồi nãy chưa là đi Hà Nội rồi, nhưng mà sao nghĩ lại hồi nãy anh luôn. Con rắn này thì con sợ. Thì cái này gọi là bé này là chăn chứ không phải rắn. Cái này là bon bay thần, cái này là chăn banh. Tại vì nó khi mà nó sợ á, nó sẽ cuộn cái mình lại giống như cái trái banh tròn quay vậy đó. Tròn quay luôn. Tròn quay luôn, nó rất là hiền. Đây là chú bắt ra cho nha. Chiến lợi phẩm luôn. Chiến lợi phẩm. Hay quá Minh ơi. Hồi nãy con có thấy một chú đem nuôi cá
Ờ, cá sấu hả? Mấy bé chú rồi? Nè, bé sao chú là có quá đẹp luôn. Con cá suối này mắc kẹt nhưng mà giờ nó chết rồi. Ừ. Nó chết rồi. Đâu có sờ thử em lắng nghe con. Ờ. Hay quá, cuối cùng con hốn về tay không nha. Nếu con cá nó có cắn không? Nó không có cắn, nó hiền lắm. Hiền lắm, ở trong kia còn một con. Con muốn chậm không? Chè tay ra, chè tay ra, không có sợ nha, không có sợ nha, đó nó hiền khô à. Nãy con có hai, con có lấy hai chú đi nuôi cá sấu luôn. Ừ. Hai con cá sấu. Ừ. Và trong kia có một đàn rắn luôn. Đàn rắn luôn, cái đó là chăn chứ không phải rắn. Chăn rắn. Ờ, đi nhắc tôi hết tạm biệt. Tại vì con. Ừ. Nó lành hơn, nó tương tác với mọi thứ nó mạnh dạn hơn, dễ thương không con? Mẹ con đâu, có muốn chụp hình không? Nói mẹ qua chụp hình. Hỏi cách chăm sóc được chưa? Rồi em hỏi kỹ mà. Hỏi tới đấy luôn. Em có sợ mấy con này không? Mấy này có gì đâu xạo. Chân lùi hả? À mấy con giống như con lươn, con này con nọ vậy đó. Con hay nhầm lẫn giữa con chăn và con rắn thôi. Từ từ, từ từ con sẽ phân biệt được. Mấy con cá nó chỉ sợ dễ thương ghê luôn á. Nhà không có chồng. Đẹp á, con này đẹp á. Ok, là con nuôi ba thôi. Ba cũng dễ thương mà. Ai chăm sóc, ba chăm sóc hay con chăm sóc? Em con để cho ông nội con chăm sóc. Còn con là con nuôi. Con chăm sóc luôn đúng không? Chăm sóc giữa ba mẹ. Ừ, vậy quá. Con của em con là thả xuống sông. Thả xuống hồ con là ông con. Thả xuống hồ ông con là thả hồ màu lớn. Tại vì ok. Em để vô chỗ mát á, em để đây nắng lát nó nóng á. Cưng quá, tự tin quá, mấy tuổi rồi? Con lên lớp 1 vậy là con được 6 tuổi. Tên gì? Con tên Minh Bảo. Minh Bảo hả? Ở nhà tôi là Bít. Ở nhà tôi là Bít hả? Ồ, quá dữ rồi. Hôm nay con lên đây chơi với ai? Trời. À, với lại nhớ hả? Dễ thương quá, tự tin quá trời luôn. Ok, tuần sau lên chơi nữa nha. Có đâu sợ với luôn mà. Dễ thương nên là cũng hơi sợ. Hơi sợ. Đau đụng không? Sợ không, giống sợ không? Đụng thử. Thấy con sợ con rồi. Chứ con to là con sợ nhất trên đời luôn á. Hello anh. Cha con ngủ nhớ mẹ. Trễ vậy anh? Ngủ, 5 giờ mới ngủ. Làm gì buổi tối? Ok. Làm gì buổi tối? Anh Banh. Đó biết mà. Ok. Vui anh. Sáng giờ luôn. Lưng. Tới 9 giờ. Là em tới 9 giờ. Này anh Đăng Nguyễn, admin của câu lạc bộ Iguana Sài Gòn nha. Sắp tới anh Đăng sẽ đang set up cho một cái buổi ốp. Sắp tới có thể là trong tháng 6 ha. Tháng 6. Thường hợp luôn. À, không phải đá này mà là có thích nuôi vô những cái khe đá hay gì đó, em nó thích nằm như trong đó đúng không, chứ không phải là đá đè nó đây đúng không, đây đúng không, lát em bỏ bò nó ra được, nó bơi nó ra được. Con cá này em nói là con mà khác. Ừ, con. Ủa con này là con của con nãy hả? Nó nhỏ thôi chứ còn con của con đó đó. Con này thì giống như con to nhưng mà nó khác thì nó nhỏ. Ủa em nhầm. Ok, đây mọi người nhìn cái không khí anh em offline nha. Thấy không, đơn giản thôi nhưng mà rất là thân thiện. Cứ đem bé của mình lên rồi trao đổi thông tin. Ok, cái không khí này là quá hừng hực luôn rồi. Thôi, sáng giờ mình cũng đã quay rất là nhiều cái hoạt động của hội nhóm cho mọi người tham khảo. Bây giờ thì đây, lướt qua một cái nữa rồi mình bye bye nhau nha. Hẹn gặp lại các bạn. Đây. Đẹp quá nè.
Black Pastel Cardino. Ủa anh đang mới lên anh đã. Mà con này là con nhỏ nhất. Quá đẹp luôn. Ôm chân, con này ông rắn lên chân uống mồm. Ok, giờ mình lại đây mình cùng với lại bạn Lạc Đà. Bye bye mọi người nha. Rồi, em Lạc Đà đang được cho uống nước này nọ đó, chải lông rồi này nọ vệ sinh đó. Ok, bye bye mọi người nha, hẹn mọi người ở video lần sau. Nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của mình nha, để mình sẽ xuyên đi hơn, chịu khó đi hơn, quay nhiều clip vui, hấp dẫn hơn cho các bạn nha. Bye bye.